Hello, xin chào anh em, xin chào quý vị. Đây là một cái app liên quan đến lĩnh vực thể thao và chuyên phát hành các token bóng đá của các câu lạc bộ, các đội tuyển quốc gia. Và quý vị có thể mua các token ở cái vòng 1 khi họ phát hành. Quý vị có thể mua bằng cái đồng CHZ đó. Và khi quý vị có mã token của các câu lạc bộ hoặc các đội tuyển quốc gia thì quý vị có thể tham gia bình chọn để sở hữu thêm cái token là SoSaOS, mã là SSO. Ngoài ra quý vị có thể tham gia những trò chơi, game hoặc là những cái câu hỏi nó liên quan đến lĩnh vực thể thao để quý vị kiếm thêm cái đồng SSU. Hơn nữa, quý vị cũng có thể dự đoán tỷ số các trận đấu như các trận đấu bóng đá. Nếu quý vị dự đoán chính xác thì quý vị sẽ được nhận cái mã token là SFU. Thì đây là một cái lĩnh vực nó rất chi là mới. Nếu quý vị là những người ham mê bóng đá, ham mê thể thao mà quý vị biết đến crypto, và quý vị không nên bỏ qua cái lĩnh vực mà nó liên quan đến thể thao, họ phát hành các token cho các câu lạc bộ như thế này. Rồi, thì ở video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị tất tần tật về cái app SoSaOS. Thì nó còn rất chi là mới, có thể quý vị chưa từng nghe đến. Thì ở video này tôi sẽ chia ra thành một vài mục như đăng ký và làm sao mà có thể mua bán được trên cái app này, làm sao mà giao dịch các token đó. Rồi, thì để đi vào cái bước thứ nhất, trước hết quý vị hãy tải cái app này trên CH Play hoặc là App Store. Trường hợp quý vị sử dụng laptop thì quý vị có thể vào cái địa chỉ là sosios.com. Rồi, ví dụ ở đây tôi sẽ sử dụng cái App Store đi. Tôi sẽ chọn tìm kiếm. Và ở cái ô tìm kiếm tôi sẽ đánh là SoSaOS. Quý vị chọn đến cái SoSaOS.com Wallet and Token này. Ok, quý vị để ý đúng cái biểu tượng SoSaOS đây là chính xác. Rồi thì tôi đã tải về rồi, bây giờ tôi sẽ mở lên. Quý vị chọn vào Get Started. Ở cái ô thứ nhất là con chi này, quý vị hãy chọn mã quốc gia của Việt Nam là 84. Ok chưa? Tôi sẽ đánh Việt Nam cộng 84. Đó. Rồi quý vị nhập cái số điện thoại của quý vị vào đây. Quý vị bỏ số 0 ở phía trước đi. Ok chưa? Nhập xong quý vị chọn vào Send Verify Code. Rồi, bây giờ quý vị hãy lấy cái mã họ gửi vào số điện thoại của quý vị. Thank you.
Ở cái bước này quý vị hãy nhập tên của quý vị vào. Ok chưa? Và email. Rồi quý vị tích vào cái ô này. Quý vị chọn tiếp là digital. Quý vị có thể chọn vào cái này cho nó đóng xuống này. Chọn vào cái ô màu xanh. Hoặc là ô dưới cũng được. Rồi, cái này quý vị có thể chọn cho phép hoặc từ chối đều được. Chọn like. 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 Like tiếp. Finish. Rồi quý vị chờ. Rồi, để hoàn thiện thông tin cá nhân, quý vị hãy vào cái biểu tượng hình người phía bên trên góc tay trái màn hình quý vị. Đó, thì ở đây quý vị phải hoàn thiện tất cả các thông tin cũng như là KYC. Đó, bước thứ nhất quý vị hãy hoàn thiện cái profile này. Profile quý vị chọn vào cái thứ hai này, Identity Information. Rồi, thì ở bước này quý vị hãy hoàn thiện cái tên này. Tên đầu hay còn gọi là họ. Tên cuối này. Ngày sinh này, tháng sinh và năm sinh. Và chọn cái quốc tịch. Đó. Quốc tịch quý vị chọn ở đây là Việt Nam. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào verify để xác minh. Rồi, cũng trong cái phần cài đặt. Ở đây tôi sẽ vào lại. Quý vị chọn vào setting. Setting này. Rồi quý vị xác nhận cái số điện thoại này. Ok chưa? Còn những phần dưới quý vị có thể để nguyên. Rồi, cũng trong cái phần setting này, quý vị hãy chọn vào cái phần thứ ba là security. Thì ở đây quý vị hãy chọn add để cài đặt mật khẩu. Đó. Quý vị hãy nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Ok chưa? Rồi, chọn submit. Rồi, tôi sẽ trở lại cái phần cài đặt. Cái phần thứ tư là verify so identity. Phần này quý vị phải xác minh KYC. Quý vị có thể sử dụng hộ chiếu hoặc là căn cước công dân đều có thể được. Quý vị hãy chọn vào cái level 2. Đó, quý vị điền đầy đủ thông tin này, tên họ này, tên cuối này, ngày sinh này, tháng sinh và năm sinh. Chọn quốc tịch. Đó. Rồi quý vị chọn vào proceed. Và quý vị chụp ảnh hai mặt cái căn cước công dân. Sau đó quý vị làm theo hướng dẫn như ở trên này. Và quý vị có thể chờ hơi lâu, bởi vì cái này họ xác minh mất khoảng độ nửa tháng mới được. Ok chưa? Rồi tôi sẽ back lại.
Ok, tiếp theo cái phần dưới là cái phần Invite Friend. Nào quý vị lấy cái đường link để giới thiệu cho những người đăng ký. Đó, thì quý vị chưa đăng ký thì quý vị cũng có thể lấy cái đường link mà tôi để bên dưới video này để quý vị đăng ký. Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi đã. Ok, còn một cái vấn đề nữa mà tôi chưa đề cập đến là quý vị cần phải vào email để verify, tức là xác minh cái địa chỉ email của quý vị. Rồi, thì bây giờ đến cái phần quý vị làm sao có thể chuyển CHZ về SocialOS này. Thì trước hết quý vị có thể mua CHZ từ cái sàn Chini.net đó, và quý vị chuyển qua cái network ERC20. Thì hiện tại cái mạng lưới ERC20 phí nó rất chi là mắc đó, nên quý vị cũng cần phải cân nhắc. Hoặc quý vị cũng có thể chuyển từ một số sàn lớn, họ đã list cái đồng CHZ rồi. Ngoài ra, quý vị cũng có thể mua cái đồng CHZ bằng cái thẻ Mastercard hoặc là Visa Card. Nó có cái tính năng thanh toán quốc tế, được chưa? Đó, thì để mua bằng cái thẻ Visa, quý vị hãy vào cái wallet này. Quý vị chọn đến cái dấu cộng có từ top up này, thì giới hạn nhỏ nhất mỗi lần mua là 25 đô, được chưa? Đó, thì quý vị lần đầu mua quý vị cũng chỉ nên mua thử một cái số lượng nhỏ thôi. Đó, mua qua cái cách này thì nó rất chi là nhanh, chỉ 1 đến 3 giây là CHZ nó về ví của quý vị rồi. Nhưng quý vị cũng bị mất một cái phí, nó khoảng độ hơn 4% đó. Nếu quý vị mua 25 đô thì mất khoảng độ hơn 1 đô tiền phí, và quý vị cũng bị mua nó bằng cái giá gọi là giá market đó. Ok chưa? Giá thị trường đấy. Thì nó rất chi là nhanh. Phí thì nó khoảng độ 4%. Đó. Rồi thì quý vị mua thì quý vị nhập cái số lượng đô này. Thì bên dưới nó sẽ tự ra cái số lượng đồng CHZ. Rồi quý vị chọn vào process. Rồi quý vị chọn đến cái biểu tượng Mastercard và Visa Card. Đó, thì quý vị chọn vào Buy Now này. Rồi, thì ở cái ô thứ nhất quý vị hãy nhập cái mã in trên cái mặt trước của cái thẻ Visa hoặc là Mastercard, được chưa? Cái security code là cái mã ở mặt sau, nó có 3 số đấy, là cái mã CVC gì đấy đó. Và quý vị cũng cần phải nhập cái thời gian, cái thời hạn của cái thẻ quý vị đang sử dụng. Ok chưa? Đó, mua bằng cách này thì nó rất nhanh. Còn đây, cũng trong cái phần wallet, quý vị muốn chuyển từ các sàn thì quý vị chọn vào đi xây đó, để lấy cái địa chỉ ví và chuyển CHZ về đây.
Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại cái trang chủ. Thì ở đây quý vị sẽ thấy nó có các chương trình football này, game này. Quý vị am hiểu về một cái lĩnh vực nào, quý vị có thể tham gia trả lời các câu hỏi hoặc là chơi game để quý vị nhận được cái token là SSU. Đó, SSU thì hiện nay nó chưa có giá, cũng như là chưa có phát hành, nhưng nó còn là một cái đồng của cái trang SoulSide.os này luôn. Rồi ngoài ra quý vị có thể, nếu quý vị có cái đồng CHZ thì quý vị cũng có thể mua được cái token mà lần đầu tiên họ phát hành. Đó, thì thường lần đầu họ phát hành họ sẽ bán một cái giá ưu đãi, và thường họ list trên cái trang SoulSide.os này trước, sau đó họ sẽ list đến cái sàn Chini rồi một số sàn khác. Đó, tất nhiên quý vị mua được ở cái vòng 1 này cũng không phải là dễ dàng gì. Đó. Rồi, như cái đồng DZG này. DZG đây này. Là ở đây họ đang chuẩn bị bán đây này, còn hơn 3 ngày nữa họ sẽ phát hành riêng trên cái app SoulSide.os này. Và tất nhiên quý vị mua được thì họ có thể sẽ hơi lâu, quý vị phải chờ lâu họ mới list sang các sàn khác được. Thì quý vị cũng phải cân nhắc về cái vấn đề này. Nếu quý vị bỏ hết vào đây thì quý vị sẽ bị giam vốn một thời gian khá dài. Thì cũng tùy những cái token thôi. Có những cái họ sẽ list ngay lên các sàn khác, quý vị có thể bán ngay được. Nhưng có những cái token họ sẽ giữ hơi lâu. Rồi, tiếp theo là đến cái phần fan token đây. Fan token. Thì quý vị có cái token của cái câu lạc bộ hoặc đội tuyển nào, quý vị có thể tham gia dự đoán các trận đấu mà nó sắp diễn ra. Đó. Thì quý vị tham gia dự đoán, quý vị không đoán đúng thì quý vị cũng nhận được cái đồng SSU. Ok chưa? Còn quý vị dự đoán chính xác thì quý vị sẽ nhận được nhiều hơn. Tất nhiên những cái chương trình này có thể một thời gian sau họ sẽ thay đổi, thậm chí là cái giao diện khi quý vị đăng ký nó cũng thay đổi. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại này thì quý vị vẫn có thể áp dụng theo cái video mà tôi đã chia sẻ ạ. Rồi, còn một cái phần nữa. Đây, là cái phần vâu. Vâu này. Thì quý vị sở hữu token của các câu lạc bộ hoặc các đội tuyển, quý vị cũng có thể tham gia vâu để nhận được cái đồng SSU. Đó. Rồi, còn cái phần market. Market này thì quý vị có thể mua token của các câu lạc bộ hoặc các đội tuyển. Nhưng quý vị mua ở đây thì nó sẽ không được, thì quý vị không được đặt cái giá limit mà quý vị phải mua bằng một cái giá là giá market. Đó. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị có thắc mắc gì, quý vị có thể comment ngay dưới video. Cũng như quý vị hãy cân nhắc và tìm hiểu cho thật kỹ trước khi tham gia bất cứ một cái dự án nào.